các đơn vị chủ lực Ukraine bị kẹt trong túi lửa Zaporizhia. Nga triệt tiêu quân phòng thủ Ukraine ở Kupiansk. Hợp tác bất bình đẳng giữa Pháp và Niger. ASEAN nhất trí không trở thành sàn đấu của các cường quốc. Máy bay biểu diễn ở tiệc tiết lộ giới tính thai nhi gây cánh, phi công tử vong. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời chủ tịch phong trào chúng tôi sát cánh cùng nước Nga Vladimir Rogov cho hay lực lượng Ukraine tham gia tấn công ở hướng làng Rabotino đang bị kẹt lại trong vùng hỏa lực dày đặc của Nga và liên tục bị thiệt hại. Theo lời ông Vladimir Trogov, sự việc tại làng Rabotino chính là kịch bản lặp lại của khu làng Patikaki nằm ở gần vùng Kherson, khi quân đội Nga kiểm soát toàn bộ các điểm cao xung quanh khu định cư và chỉ thị hỏa lực pháo binh, không quân oanh tạc các đơn vị Ukraine cố gắng bám trụ trong ngôi làng. Điều này giúp giải thích cho con số thiệt hại khủng khiếp của phía Ukraine trong những ngày qua ở mặt trận này. Mặc dù đã tung những đơn vị tinh nhuệ nhất tham chiến, nhưng Ukraine vẫn chưa thể giành quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Rabotino, khi mọi động thái tiến quân lên đều bị phía Nga phát hiện và ngăn chặn bằng hỏa lực. Cùng với đó, các tuyến hậu cần Ukraine tăng viện cho vị trí này cũng liên tục bị công kích. Trước đó, ấn phẩm Missiposka của Ba Lan đã đưa ra kết luận rằng vị thế của lực lượng vũ trang Ukraine ở mặt trận đã trở nên tồi tệ hơn trong mùa hè, và các chiến thuật do Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzny lựa chọn đều không hiệu quả. Bài báo viết, khoảng hai tuần trước, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiếp cận Robotino, và kể từ đó, các đơn vị chiến đấu Ukraine đã cố gắng làm hai việc, mở rộng đầu cầu và vượt qua chiến tuyến này. Tuy nhiên, chiến thuật này đã thất bại. Còn tại mặt trận Kupyansk, quân đội Nga đang tích cực ngăn chặn hoạt động luân chuyển lực lượng của Ukraine để tăng cường khả năng phòng thủ của khu vực này. Theo chuyên gia quân sự, cựu lãnh đạo quân sự vùng Lugansk, Andrei Maracheka, một nhóm binh sĩ Ukraine đã cố gắng luân chuyển lực lượng tại gần làng Petrov -Paloka. Ngay khi vào tầm bắn, một phương tiện chở quân của Ukraine đã trúng tên lửa chống tăng và khiến toàn bộ các thành viên trên xe thiệt mạng. Trong những ngày qua, dù không có bước tiến lớn tại hướng Kupiansk, nhưng quân đội Nga đang tích cực bào mòn lực lượng Ukraine tại tiền tuyến và ngăn cản tuyến hậu cần để làm suy yếu tuyến phòng thủ Kiev mới thiết lập. Trước đó có thông tin cho rằng, tổ lái xe tăng T-80BVM của Nga thuộc tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 thuộc nhóm tác chiến phía Tây đã tấn công một hầm đào của Ukraine theo hướng Kupiansk. Chỉ huy một trung đội xe tăng đã nói về điều này khi đã vô hiệu hóa ít nhất một đại đội Ukraine phòng thủ trong khu vực. Về phía Bộ Quốc phòng Nga, cơ quan này cho biết, lực lượng tấn công tên lửa và không quân của Nga đã đánh vào cơ sở đóng tàu, đồng thời bắn hạ trực thăng Mi-8 của Ukraine. Theo đó, UAV của Nga đã tấn công một cơ sở đóng tàu của Ukraine, nơi các xuồng không người lái được lắp sáp từ linh kiện nhập khẩu. Về tình hình trên chiến trường, theo hướng Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng giúp của Nga phối hợp với hệ thống hàng không, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng đã đẩy lùi ba cuộc tấn công của các nhóm tấn công Ukraine. Thiệt hại của Kiev tại đây bao gồm 285 quân nhân, 5 xe chiến đấu bọc thép, 7 phương tiện cơ giới, hệ thống pháo tự hành M109 Paladin và Kvostika, hai pháo tự hành M-105. Máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga bắn rơi một trực thăng Mi-8 của không quân Ukraine. Theo hướng Zaporizhia, nhiều hoạt động tích cực của các đơn vị Nga được hỗ trợ bởi hệ thống hàng không, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng, tình hình chiến thuật gần Rabotino và Vyobovoye đã được cải thiện. Quân Nga cũng đã đẩy lùi một cuộc phản công của quân đội thuộc Lữ đoàn Tấn công Dù số 82 của Ukraine. Tổn thất của Ukraine ở hướng trên là 115 quân nhân, hai xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, 2 hệ thống pháo M777, 2 pháo tự hành M109 Paladin, 2 pháo M119, 2 pháo D30 và 1 pháo D20. Theo hướng Kupiansk, các đơn vị từ nhóm lực lượng Zapat của Nga cùng hàng không và pháo binh đã đẩy lùi 4 cuộc phản công của các nhóm xung kích thuộc lữ đoàn cơ giới số 32 và 43 của Ukraine. Một số cứ điểm của Kiev tại đây cũng bị tấn công. Tổn thất của Ukraine ở hướng trên là 60 quân nhân, 3 phương tiện cơ giới và một hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất. Theo hướng Krasny Liman, các đơn vị từ nhóm lực lượng The Center của Nga phối hợp với hàng không và pháo binh đã tấn công các khu vực tập trung nhân lực và trang bị của các lữ đoàn cơ giới 63 và 67, lữ đoàn lực lượng đặc biệt số 12 của Ukraine. Tổn thất của Ukraine ở hướng trên là 40 quân nhân Ukraine, 3 xe bán tải và một pháo D-30. Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị nhóm lực lượng Vostok của Nga cùng hệ thống hàng không, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng tấn công Ukraine khiến đối phương mất hơn 120 quân nhân, hai xe chiến đấu bọc thép và 9 xe cơ giới. Một kho đạn của lữ đoàn tấn công đường không số 79 Ukraine bị phá hủy. Theo hướng Kherson, tổn thất của Ukraine là 35 quân nhân, 8 phương tiện cơ giới, một hệ thống pháo M777 và một khẩu pháo m và một kho đạn của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Ukraine số 124. Các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa nhân lực và khí tài quân sự của đối phương ở 126 khu vực trong ngày. Ngoài ra, hai kho chứa tên lửa và đạn pháo của lữ đoàn tấn công đường không cơ giới 118 và 82 của Ukraine đã bị tấn công ở Zaporizhia. Trong một cuộc phỏng vấn với Ria Rovosti, Đại tá Ruspam Seyfurin, anh hùng nước Nga, phó hiệu trưởng trường chỉ huy kỹ thuật công binh cấp cao Tumin cho biết, Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng chiến thuật giả phá bom trực tiếp trong nỗ lực vượt qua tuyến phòng thủ của Nga, tức là thay vì dùng trang bị kỹ thuật, họ cử bộ binh đến các bãi mìn và dưới hỏa lực của pháo binh Nga khiến nhiều người thương vong. Ông Rustam Sevulin cho biết: Ukraine ngày càng ném nhiều quân hơn để tấn công. Công binh dò mìn phải nghiên cứu rất nhiều phương án và mất một khoảng thời gian khá khá. Vì vậy họ chỉ đơn giản là giải binh lính xuống các bãi mìn của chúng tôi nhằm giả phá trực tiếp tổn thất là không thể tránh khỏi. Theo ông, các đơn vị công binh dò mìn Ukraine bị tổn thất nặng nề, vì trinh sát của chúng tôi phát hiện kịp thời và pháo binh bắn chúng. Đại tá Nga giải thích, đội trinh sát của chúng tôi phát hiện ra họ và sau đó pháo binh chỉ việc khai hỏa. Họ bị tổn thất rất nặng nề dưới hỏa lực pháo binh hoặc vũ khí nhỏ, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép, xe tăng, nhưng họ vẫn phải già phá mìn vì lực lượng phía sau đang chờ để đi qua đại tá Sefulin bị hai vết thương trong một chiến dịch đặc biệt khi đang là chỉ huy trung đoàn công binh giả phá bom mìn số 40 thuộc tập đoàn quân hỗn hợp số 41. Vì lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng trong chiến đấu, ông đã được phong tặng danh hiệu anh hùng nước Nga. Đặc biệt trong một trận chiến, mặc dù bị thương nặng, ông vẫn tiếp tục chỉ huy các lực lượng thuộc quyền chiến đấu dưới làn đạn của Ukraine. Nhờ đó, các đơn vị của ông đã hoàn thành nhiệm vụ vượt qua Seversky Donetsk. Hiện nay sau khi phục hồi, ông đã được bổ nhiệm vào chức vụ phó hiệu trưởng trường chỉ huy kỹ thuật quân sự cấp cao ở Tumin. Cùng với nhiều phương tiện chiến đấu khác, xe chiến đấu bộ binh BMP-3 cũng được Nga tăng mạnh về sản lượng, nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo đó, sản lượng xe chiến đấu bộ binh BMP-3 đã được tăng lên gấp 3 lần. Được biết, doanh nghiệp chịu trách nhiệm sản xuất phương tiện thiết sáp đặc biệt nói trên đã thực hiện một số biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung về xe chiến đấu bộ binh. Xe chiến đấu bộ binh BMP3 đã được quân đội Liên Xô đưa vào sử dụng vào năm 1987. Phương tiện này được đánh giá là mang tính cách mạng và chưa bị lạc hậu sau hàng chục năm. Mới đây nhất, xe chiến đấu bộ binh BMP3 đã nhận được một số cải tiến đáng chú ý. Đầu tiên là lớp sáp bổ sung nhằm chống lại tác động từ tên lửa chống tăng cũng như máy bay không người lái cảm tử đánh đột nóc. Bên cạnh đó, dự kiến BMP3 sẽ được cải tiến thiết bị điện tử, phương tiện quan sát và nhắm mục tiêu, đi kèm hệ thống điều khiển hỏa lực hoàn toàn mới. Theo nhà thiết kế chính của Cục Thiết kế Cơ khí Đặc biệt, ông Sergei Abdulov, lần hiện đại hóa này sẽ không phải là cuối cùng do tính linh hoạt của BMP3 và tiềm năng cao trong việc tiếp nhận khí tải mới. Tiếp tục chiến dịch gây sức ép buộc đại sứ Pháp tại Niamey phải rút về nước. Hôm qua, chính quyền quân sự Niger một lần nữa tuyên bố sự hiện diện của người đứng đầu cơ quan ngoại giao Pháp ở Niger là bất hợp pháp. Tuy nhiên, kịch bản tấn công vào đại sứ quán Pháp để thực hiện việc trục xuất nhân vật này là không tồn tại. Tuyên bố trong buổi họp báo quốc tế tại thủ đô Niamey, Thủ tướng Chính phủ Niger do phe đảo chính lập ra, ông Ali Mahaman Laminezene khẳng định, các lực lượng vũ trang nước này vẫn được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ do nguy cơ bị tấn công quân sự từ bên ngoài chưa bị loại bỏ. Theo đó, hành động tấn công có thể diễn ra bất kỳ lúc nào, bởi một số quốc gia tiếp tục kêu gọi can thiệp quân sự vào Niger. Về vấn đề trục xuất đại sứ Pháp, Thủ tướng Lamine một lần nữa khẳng định sự hiện diện của đại sứ Sivan Itt tại Nice là bất hợp pháp, nhấn mạnh rằng việc trục xuất nhân vật này là quyết định không thể đảo ngược. Tương tự với sự hiện diện của quân đội Pháp, giới chức Nice nêu rõ chính quyền quân sự đã quyết định hủy bỏ toàn bộ các thỏa thuận hợp tác an ninh và quân sự đã ký với Pháp. Do đó, sự có mặt của các binh sĩ Pháp trên lãnh thổ Nice trong bối cảnh hiện nay là bất hợp pháp. Tuyên bố của Thủ tướng Nice được đưa ra trong bối cảnh hàng trăm người biểu tình tiếp tục tập trung bên ngoài căn cứ quân sự và đại sứ quán Pháp ở thủ đô Niamey để gây sức ép buộc Pháp phải rút đại sứ Sivan Itt cùng toàn bộ các binh sĩ đang đồn trú tại Niger về nước. Tuy nhiên, cho đến nay, chính phủ Pháp vẫn giữ nguyên lập trường không rút đại sứ và các quân nhân về nước, với lý do Pháp không công nhận chính quyền đảo chính. Sau cuộc đảo chính ở Niger vào ngày 26 tháng 7, cả hợp tác kinh tế và quan hệ đối tác quân sự giữa Niger và Pháp đều đang gặp nguy hiểm. Chính quyền quân sự mới của Niger, dưới sự chỉ huy của tướng Abdurahmane Tiani phát đi tín hiệu rằng họ đã chán Pháp. Khi lên nắm quyền, chính quyền quân sự đã ra lệnh ngừng xuất khẩu uranium và sau đó yêu cầu phái viên Pháp phải rời đi sau 48 tiếng. Tuy nhiên, đại sứ Pháp vẫn ở lại bất chấp lệnh trục xuất. Theo tờ DW của Đức, chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron không muốn từ bỏ ảnh hưởng hoặc nguồn cung cấp nguyên liệu thô, nhưng ở Niger có rất ít sự khoan dung. Mahaman Lawangaya, cựu bộ trưởng năng lượng Niger, cựu tổng thư ký tổ chức các nhà sản xuất dầu mỏ châu Phi cho biết, Mọi người ở Niger đều cảm thấy mối quan hệ hợp tác này rất bất bình đẳng. Trong một email gửi tới DW, ông Gaya đã trích dẫn những gì ông nói là có sự bất bình đẳng rất lớn. Theo đó Niger đã xuất khẩu uranium trị giá 3,5 tỷ euro sang Pháp vào năm 2010 nhưng chỉ nhận lại được 459 triệu euro. Ông Gaya cảnh báo, nếu Niger quyết định không xuất khẩu uranium sang Pháp, điều đó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho Pháp nhưng ít ảnh hưởng đến nền kinh tế Niger. Ông cho biết thêm, khoảng 90% dân số Niger không có điện sử dụng và thu nhập như vậy có nghĩa là Niger nhận được quá ít từ xuất khẩu. Tổng thống Indonesia Joko Widodo mới đây đã khẳng định ASEAN đã nhất trí không đóng vai cánh tay nối dài của bất kỳ cường quốc nào, không phải là sàn đấu cho các cuộc cạnh tranh địa chính trị ủy nhiệm. Phát biểu này được đưa ra vào ngày 5 tháng 9, khi hội nghị cấp cao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và các hội nghị liên quan chính thức khai mạc tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 này diễn ra khi thế giới chứng kiến nhiều khó khăn, từ kinh tế cho tới các bất ổn chính trị, an ninh. Phát biểu mở đầu cuộc họp ASEAN, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cảnh báo về việc ASEAN bị kéo vào sự cạnh tranh giữa các nước lớn. Ông kêu gọi ASEAN đưa ra một chiến lược với chiến lược dài hạn phù hợp và đáp ứng kỳ vọng của người dân. Ông Widodo nêu rõ, ASEAN đã nhất trí không trở thành một kẻ được ủy nhiệm của bất kỳ cường quốc nào, đừng biến con tàu của chúng ta thành đấu trường cho sự cạnh tranh mang tính hủy hoại. Chúng ta, dưới tư cách các lãnh đạo, bảo đảm con tàu này tiếp tục xa khơi và chúng ta phải trở thành thuyền trưởng trên đường cùng nhau đạt được hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Ông Rio Moriyama, 46 tuổi, giám đốc một công ty ở Nhật Bản, thiệt mạng lúc cố gắng cứu nhân viên người Việt Nam bị nước cuốn ở tỉnh Wakayama. Theo đài NHK Nhật Bản, sự việc xảy ra vào sáng mùng 3 tháng 9, hai người đàn ông bị nước cuốn trôi khi đang bơi trên sông tại thị trấn Hidakagawa, tỉnh Wakayama. Theo cảnh sát, hai người này đã được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng. Ông Ryo Moriyama, 46 tuổi, giám đốc điều hành một công ty tại phường Hirano, Osaka, đã được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim phổi và sau đó được xác nhận đã tử vong. Người còn lại là một nam thanh niên Việt Nam trong độ tuổi từ 20 đến 30, đã bất tỉnh và hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Hai người này đến thăm bốn đồng nghiệp làm cùng công ty vào khoảng 10 giờ sáng ngày 3 tháng 9, sau đó sáu người ra bờ sông giã ngoại. Sau đó, nam thanh niên người Việt đã bị cuốn trôi. Ông Moriyama cố dùng ván lướt sóng để cứu anh này, nhưng nó bị lật và cả hai đều bị đuối nước. Theo lực lượng cứu hỏa ở địa phương, dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi hai người khoảng 50 m về hạ lưu, khu vực có độ sâu khoảng 2,5 m Theo hãng tin RT, một buổi tiệc tiết lộ giới tính thai nhi của cặp vợ chồng ở San Pedro, Mexico đã trở thành bi kịch khi chiếc máy bay biểu diễn bất ngờ lao xuống đất khiến phi công tử vong. Vụ tai nạn xảy ra ở thành phố San Pedro thuộc bang Sinaloa của Mexico vào ngày 3 tháng 9. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy cặp vợ chồng đang đứng ở nơi tổ chức bữa tiệc tiết lộ giới tính thai nhi cùng với một chiếc máy bay Piper PA-25 bay ở tầm thấp xuất hiện phía sau. Sau khi chiếc máy bay nhà dài khói màu hồng với hàm ý, cặp đôi sắp có con gái, những người chứng kiến đã vui mừng gieo hò. Tuy nhiên, cánh máy bay bất ngờ bị gãy. Chiếc máy bay sau đó lao xuống đất cách nơi tổ chức bữa tiệc không xa. Trong video, những người tham gia bữa tiệc dường như không hay biết về vụ tai nạn, nên vẫn tiếp tục chúc mừng cặp vợ chồng. Phi công tử nạn là Louis Angel, 32 tuổi. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng. Vừa rồi là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh youtube Thế Giới Nghiêng. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!